Mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã siết chặt các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh tổ chức Olympic, song 32 vận động viên tham dự vẫn phải nhận về kết quả dương tính với nCoV và phải cách ly, có nguy cơ lỡ thi đấu. Trả lời về tình hình này, Brian McCloskey, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia y tế của thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho biết, chúng tôi sẽ hạn chế số vận động viên bị cách ly nhất có thể, nhưng chỉ ở mức chúng tôi cho là an toàn. Phần lớn vận động viên được cách ly đều khỏe mạnh, không cần điều trị y tế. Ban tổ chức thừa nhận cách ly là tình huống khó khăn cho các vận động viên, những người có thể bỏ lỡ thi đấu sau nhiều năm luyện tập và nói rằng họ đang nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Để ngăn chặn COVID-19 lây lan, nhà tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh yêu cầu tất cả mọi người trong bong bóng Olympic phải xét nghiệm PCR hàng ngày. Song một thách thức mà ban tổ chức đang đối mặt là phải phân biệt được đâu là trường hợp dương tính COVID-19 ngay cả khi không có khả năng lây lan và trường hợp tái nhiễm bệnh và nguy cơ lây lan cao. Các nhà tổ chức hy vọng số ca nhiễm sẽ giảm khi người mới gia nhập bong bóng Olympic giảm dần nhờ các thủ tục sàng lọc nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn virus lây lan. Mark Lossky khẳng định, tôi nghĩ nguy cơ mắc COVID-19 trong vòng khép kín ít hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hơn 12.800 người từ nước ngoài đã đến Trung Quốc trong kỳ Thế vận hội mùa đông năm nay. Hiện 393 trường hợp mắc COVID-19 đã được ghi nhận trong bong bóng Olympic, bao gồm vận động viên, phóng viên, giới chức thể thao và những người khác. Tổ chức Olympic trong thời kỳ COVID-19 đang hoành hành là một sự liều lĩnh, và thách thức không chỉ cho thành phố chủ nhà là Bắc Kinh, mà còn cho toàn bộ những người tham dự. Mặc dù Trung Quốc đã siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch và xây dựng riêng một bong bóng Olympic để ngăn nguy cơ virus xâm nhập, nước này vẫn cẩn trọng tối đa trong mọi động thái phòng chống COVID-19, với mục đích để sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về sự kiện này cũng như tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.